Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 lựa chọn lãnh đạo sao cứ giấu dần. Việc lựa chọn nhân sự cấp cao Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn là một công việc khép kín mà dường như được đàm phán trước nội bộ mà không để có được sự tham gia của người dân. Ý kiến từ giới quan sát, Thời sự Việt Nam đã nói với BBC tiếng Việt tuần này vào 4 tháng 2 từ Hà Nội như sau. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách Pháp luật Phát triển đã nêu nhận xét của mình như thế này. Ở Việt Nam, trong hệ thống chính trị hiện nay, việc được bổ nhiệm, được giữ chức ở những chức vụ quan trọng không hẳn gắn với thành tích cá nhân. Mà việc lựa chọn nhân sự ở Đại hội Đảng là một công việc khép kín mà dường như người ta quy hoạch rồi, thỏa thuận rồi, cũng như là đàm phán với nhau một cách nào đó. Đây là hình ảnh các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Còn để cho người dân đánh giá, xin thưa là trong những ngày gần đây, rất nhiều người dân mong muốn được bỏ phiếu cho ông Vũ Đức Đam làm Thủ tướng, nhưng nó không gắn được với việc ở trên. Kể cả những người vào được Bộ Chính trị, tôi nói luôn trường hợp như ông Nguyễn Hòa Bình chẳng hạn. Vụ án Hồ Duy Hải là vụ án rất lớn, ảnh hưởng đến nền tư pháp rất ghê gớm. Nhưng mà ông ấy vẫn vào được Bộ Chính trị. Điều này trong dân chúng đã làm cho người ta thấy rằng tiêu chí đánh giá về thành công hay thất bại của một con người không nằm trong quy trình nhân sự của Đảng để sắp xếp những vị trí trong Đảng và trong nhà nước. Điều này là rất đặc thù ở Việt Nam mà nhân dân đều nhận thấy, nhưng đây là việc của Đảng, của nhà nước, đành chịu thôi. Vai trò cá nhân trong chủ nghĩa tập thể và nhân sự đã được thể hiện như thế nào? Từ Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư ở Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên chủ nhiệm khoa chính sách công, bình luận thêm với đài BBC và nhấn mạnh về khía cạnh quan hệ giữa cá nhân và chủ nghĩa tập thể trong cơ chế, bộ máy và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay như sau. Có lẽ với cơ chế nào, một cá nhân nào đó không là anh hùng, bởi vì trong chủ nghĩa tập thể vốn làm nên nền tảng cho cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối này, một cá nhân không thể đặt cao hơn lợi ích của Đảng được. Cho nên, đúng là mọi thứ mọi người đã quy hoạch trước rồi. Hơn nữa, trong một bối cảnh tình hình tham nhũng, rồi tình hình gọi là suy thoái, rồi tự diễn biến, tự chuyển hóa rất là lớn. Cho nên, người ta đặt những tiêu chí ấy ưu tiên hơn là những thành tích mà người dân có thể nhìn thấy. Ở một góc cạnh nào đó, người dân cho rằng vai trò của chính phủ trong thời gian vừa qua rất năng nổ. Ví dụ như ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được không chỉ người dân đánh giá, mà còn kể cả những nhà quan sát nước ngoài cũng đánh giá rất là năng nổ. Rồi những người như ông Vũ Đức Đam cũng là một trong những người năng nổ và thường xuyên nhất xuất hiện ở những nơi rất khó khăn của vùng dịch. Thì họ cũng chỉ là những cá nhân trong tập thể ấy này mà phải chấp hành, phải tuân theo những nguyên tắc của Đảng. Mà đấy cũng chính là những cốt lõi của thể chế này. Tức là dựa vào một chủ nghĩa tập thể để người ta quyết định vấn đề nhân sự. Chứ không phải là một cá nhân hay một nhóm cá nhân nào đó. Ông Phạm Quý Thọ đã nói trong buổi hội luận với BBC hôm vừa qua. Và tập trung hóa và muốn nhuốm màu giáo điều cũng là điều đưa ra hiện nay. Cũng đánh giá về Bộ Chính trị sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, một tác giả từ Hoa Kỳ cho rằng 18 tân ủy viên có tuổi trung bình già hơn, nặng về quân đội, công an và giảm kỹ trị hơn nhiều so với khóa 12. Trong bài viết đăng trên trang The Diplomat vào ngày 2 tháng 2 năm 2021, ông Abusa, nhà nghiên cứu Đông Nam Á từ trường National ở Hoa Kỳ, nói với lứa tuổi trung bình là 63, đây là Bộ Chính trị già, đông nam giới hơn Bộ Chính trị khóa 12. Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đang tăng gấp đôi số đại diện trong cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam này. Ở khóa 12 chỉ có Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, cựu chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam có ghế trong Bộ Chính trị. Nay quân đội có hai vị là tướng Lương Cường và tướng Phan Văn Giang. Đại diện của công an cũng dày, theo ông Abusa. Ngoài Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tái cử thì còn những người khác có xuất thân từ bộ này như ông Phạm Minh Chính, từng là Thứ trưởng, ông Nguyễn Hòa Bình, cũng từng làm trong Bộ Công an trước khi sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tác giả này cho rằng các thành phần của ủy viên phản ánh xu thế các ưu tiên và lo ngại của Đảng cầm quyền ở Việt Nam. Tiến sĩ Abusa còn chú ý đến tính đại diện thiếu hụt của các nhân vật kỹ trị, gồm cả Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người chỉ đạo chiến dịch sáng chói chống lại Covid-19 tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Điều này cho thấy bất kể tính phức tạp về kinh tế, kỹ thuật, các quyết định quan trọng sẽ thuộc về nhóm cầm quyền tập trung hóa và nhuốm màu giáo điều. Ông Abuja nêu quan điểm của mình như vậy. Và câu hỏi được đặt ra là người dân có quan tâm và bất ngờ với kết quả của đại hội hay không? Trở lại với cuộc thảo luận tại BBC hôm thứ Năm, bình luận từ Paris, nhà báo tự do Tường An cho rằng mặc dù đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn giữ bí mật đến phút chót, nhiều người dân, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài, dường như không tỏ ra bất ngờ về các kết quả nhân sự được thông báo tại đại hội và bà giải thích nguyên nhân như sau. Tôi nghĩ rằng ngoại trừ một số người làm báo hay người làm truyền thông tự do vân vân thì họ quan tâm nhưng đa số những người khác không quan tâm. Và câu hỏi đặt ra là tại sao không quan tâm? Là bởi vì nó không có gì là bất ngờ cả. Ngay cả trước đó cũng có những nguồn tin là những nhân sự này sẽ được giữ bí mật đến phút chót. Nhưng mà thực ra người ta cũng đã biết trước khi đại hội bầu lên dàn nhân sự rồi. Nó không có gì là bất ngờ. Nó cũng giống như mấy chục năm qua, trong khi chúng ta thấy cuộc bầu cử ở bên Mỹ bất ngờ đến phút cuối, còn đại hội 13 không có gì bất ngờ hết. Và cũng như các quý vị ở trên đã dùng những từ ngữ đã có những sự thỏa thuận, sự lựa chọn, sự đàm phán với nhau vân vân. Tất nhiên ở đây chỉ là một sự dàn xếp với nhau để coi ai sẽ giữ chức vụ gì thế nào mà thôi. Còn người dân không có bất cứ tiếng nói gì cả. Người dân không có quyền tham gia vào một cơ chế mà lãnh đạo chính họ. Thành ra tôi nhớ rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói rằng dàn nhân sự Bộ Chính trị mới này sẽ hội nhập vào vận hành quốc tế vân vân. Nghĩa là những sáo ngữ rất hay nhưng không có gì thay đổi cả. Đây là hình ảnh các đại biểu giơ tay biểu quyết trong phiên họp chủ bị đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có nghĩa là những chức vụ ấy chỉ là những sự dàn xếp, thỏa thuận với nhau và tranh giành ảnh hưởng với nhau trong nội bộ mà thôi, trong khi người dân không có một tiếng nói nào cả. Và đó là điều chính là điều mà tất cả mọi người hướng về Việt Nam đều quan tâm. Có nghĩa là tất cả những người dân đều phải có tiếng nói trong việc bầu bán Bộ Chính trị hay Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các lãnh đạo ở đây mà có ảnh hưởng đến họ. Nhà bình luận này nói tiếp, ông Hoàng Ngọc Giao ở trên có nói một câu mà cá nhân tôi rất là buồn khi ông nói đó là việc của Đảng, đó là việc của nhà nước và chúng ta phải chấp nhận thôi. Tôi cho rằng không có chuyện chấp nhận ở đây. Người dân phải có tiếng nói của người dân phải có quyền quyết định những việc liên quan đến đời sống của họ. Chứ không phải chỉ có một số người giả cỗi và một số người đi theo Đảng duy nhất quyết định, đó là điều mà những người ở hải ngoại mà có tâm hay quan tâm đến Việt Nam đều mong muốn, rằng Việt Nam thay vì có một đảng, thay vì chỉ có tiếng nói của một đảng thì phải có tiếng nói của nhiều đảng phái khác nhau. Xã hội nào cũng vậy, có sự cạnh tranh thì nó mới đưa đến cái mới được, những cái lợi cho người dân được. Nhà báo tự do Tường An đã nói như vậy. Và báo chí nhà nước Việt Nam cũng đưa tin rằng ông Nguyễn Phú Trọng, 77 tuổi là một trong những trường hợp đặc biệt trúng cử Ban Chấp hành Trung ương, cụ thể là quá giới hạn về độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương được quy định trong điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và điều này đương nhiên sẽ chuẩn bị cho ông bước tiếp theo như chúng ta đã chứng kiến, đó là việc ông được bầu vào Bộ Chính trị và sau đó là Tổng Bí thư. Bây giờ tôi cũng không được khỏe lắm, tuổi cũng cao rồi, tôi cũng xin nghỉ nhưng đại hội bầu vẫn phải làm. Vì đảng viên tôi phải chấp hành nên tôi sẽ cố gắng hết sức. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói như vậy tại một cuộc họp báo vào hôm 1 tháng 2, theo tường thuật của báo chí trong nước. Đây là hình ảnh sau lần đột quỵ tại Kiên Giang vào hồi tháng 4 năm 2019. Ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường xuất hiện với hình ảnh đi không vững và phải có người vịn. Giáo sư Mạc Văn Trang, người thường lên tiếng phản biện xã hội đã chia sẻ ý kiến trên đài Nói Hoa Kỳ từ Thành phố Hồ Chí Minh như sau. Ông Trọng là người cao tuổi, đã bị tai biến, sức khỏe giảm sút, thậm chí đi phải có người dắt. Thế mà ông lại được tiếp tục nữa, điều đó chứng tỏ có khủng hoảng lãnh đạo trong giới chấp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Trọng cũng vi phạm chính điều lệ của Đảng Cộng sản, bây giờ ông làm nhiệm kỳ thứ 3. Như thế tạo ra dư luận không hay, lẽ ra phải có những người trẻ lên thay thế. Điều này chứng tỏ là đang có sự bế tắc, thiếu tin tưởng vào tầng lớp kế cận. Nhà báo tự do Song Chi, một cựu đạo diễn phim đã rời bỏ Việt Nam đi tị nạn chính trị vào năm 2009 và hiện đang sống ở Anh Quốc, bày tỏ quan điểm trên trang Facebook cá nhân rằng cả nước Việt Nam lại được dẫn đường bởi một ông già 77 tuổi, hai lần bị đột quỵ, đầu óc sơ cứng,
chỉ lặp đi lặp lại về chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội luôn được sự tồn vong của Đảng, của chế độ lên trên hết. Trong con mắt của nữ nhà báo, ông Nguyễn Phú Trọng là hình ảnh của một người cộng sản từ những năm 40 và 50 của thế kỷ 20. Là một người thủ cựu, chỉ có mớ lý thuyết Marx Lenin cũ rích, chứ không phải là một nhà lãnh đạo có thời đại hôm nay, không có tư duy sắc bén, tầm nhìn xa để có thể lãnh đạo được đất nước. Bà Song Trì cũng hình dung viễn cảnh không mấy tích cực cho Việt Nam với lời bình luận rằng khi nhìn như thế thì thấy tương lai vận mệnh của đất nước ít nhất trong 5 năm cầm quyền tới của ông cũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn loạn choạng đi theo con đường xích rắc, vẫn tiếp tục vá chỗ này, bịt chỗ kia mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2021 với bản tin Hậu Đại hội 13 lựa chọn lãnh đạo sao cứ giấu dần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.